Vâng, một năm Huy xin chào. Lúc này thì cơ sở đang có mặt tại nhà khách hàng ở bên Củ Chi và giao cho gia đình mình một bộ bàn ăn 6 ghế, chất liệu là gỗ cắm xe và mặt là gỗ gõ đỏ. Vâng, một cái bộ bàn có thể nói rằng là rất là đẹp, đã được cơ sở hoàn thiện, sơn đầy đủ. Đó, và đây là một cái bộ mặt bàn có cái phần vân, vân mặt rất là đẹp các bác nhé. Đó, ghế thì mọi người đang xem đây là ghế hoa lá tây. Tựa của ghế thì là gỗ gõ đỏ. Đó, và mặt ghế cũng là gỗ gõ đỏ luôn. Đó, trên bộ ghế này thì trừ ra mặt ghế, mặt bàn và tựa ghế, còn lại tất cả là gỗ cắm xe. Với phần mặt bàn thì là mặt bàn có đường kính 124. Đó, chân trụ là trụ đặc nguyên khối và 4 dâu, dâu sư tử. Thông thường trên một bộ bàn thì mình sẽ thiết kế là 3 dâu. Nhưng mà xưởng em đóng cái bộ bàn này theo tiêu chuẩn là 4 dâu, đóng y như là hàng gõ luôn. Với cả các cái trụ phụ nữa. Với cái cây căm xe mọi người biết rồi, đặc thù của cây căm xe này thì nó có một ưu điểm, nó là rất là cứng. Đó, về chất lượng của nó là rất là không có gì phải lăn tăn và suy nghĩ đâu. Nhưng mà căm xe thì nó có một cái nhược điểm về cái màu sắc thôi. Đó là cái màu cây căm xe thì sau này nó sẽ hơi tối. Đó, cụ thể căm xe sau này nó sẽ xuống giống như kiểu là cái phần tủ bếp ở đằng sau này. Nó có thể nó sẽ đậm hơn một xíu. Đó, và trên này thì là một bộ hoàn thiện tiêu chuẩn là 19 triệu của Mộc Nam Huy. Đồng thời thì hôm nay cơ sở cũng có bàn giao về cho gia đình hai chiếc giường chất liệu gỗ sồi. Một chiếc ở trên lầu trên và một chiếc ở ngay đây được hoàn thiện với giá là 4,2 triệu. Giường gỗ sồi và thang dạt thì được sử dụng bằng chất liệu gỗ sao nhé. Đó, còn thang dạt giường bên em là quý anh chị nhìn là luôn luôn có một cái sự khác biệt, đó là luôn luôn là bên em là có sơn. Thay vì là để mộc bình thường đúng không ạ, thì bên em là có sơn cả dạt luôn, cho nên là nhìn cái giường thứ nhất là nó đồng đều, nó đẹp, và cái thứ hai là các cái phần dạt của mình nó sẽ sạch sẽ. Đó, quá trình em lắp ráp xong thì là hoàn thiện là như này, mọi người xem chiếc giường 1m6 x 2m. Đó, và một chiếc ở bên trên lầu thì cũng hơi ngại di chuyển, thì em sẽ kèm tấm hình lên để cho mọi người xem. Đó, còn trở lại với bộ bàn ăn thì có thể nói rằng là một cái mức độ mình đầu tư rất là tốt để sở hữu một cái bộ bàn ăn đẹp và chất lượng như này. Với gỗ căm xe mà đúng với hàng căm xe của mình ấy, cái căm xe Việt của mình ấy, thì các cái dòng này mình dùng ấy thì nó rất là bền. Và hiện tại thì với cây căm xe nó không có nhiều ở trên thị trường. Nói chung là còn bây giờ cây giờ nó không có khổ to. Thì đa phần nó cũng chỉ có các cái cây khổ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, đủ để mình làm cho các cái phần chi tiết chính thôi. Còn các cái chi tiết lớn như là cái mặt bàn hoặc là mặt ghế, tự ghế thì sẽ hay sử dụng là gỗ gõ đỏ nhiều hơn. Cái này thì không riêng gì Mộc Nam Huy mà anh em chung trên thị trường là đều phải dùng như vậy. Quý anh chị đừng nhầm lẫn giữa dòng căm xe Việt mình, zin của mình và cái dòng căm xe Indo nhé, hay là một số các dòng Nam Phi. Bởi vì cái cây Việt của mình, cái dòng cây của mình là bây giờ nó không có cây to, cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cây căm xe với cái đặc thù của nó là nó hay có những cái bớt đen, đó, hay có mắt và một số những cái chi tiết giống như kiểu là mà mình gọi là nó hẻ ấy, nó hẻ giống như kiểu như vậy này. Đặc thù cây căm xe mình nó là như vậy. Đó, và những cái sản phẩm mà đóng bằng gỗ căm xe thì mọi người yên tâm một điều về chất lượng của nó thì quá là bền rồi. Và thậm chí đánh giá nó còn cao hơn, bền hơn là cả các cái dòng gỗ gõ đỏ của Nam Phi nữa. Vâng, cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Một video thực tế quay tại nhà khách hàng, báo giá công khai tới mọi người. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ và đặt hàng tại xưởng em nhé.